Nghe đây tên họ Lý kia, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nhà ngươi. Kẻ thù của ngươi chính là Du Hiệp Lệnh. Đến âm tàu địa phủ mà kêu quan đi. Vất Dương đến trễ, tiên sinh không sao là tốt. Lý mẫu không sao hết. Quận chúa coi chơi kia. Tiên sinh mau rời khỏi đây, chỗ này giao cho Vất Dương. Đừng mà. Lão Ngũ, ả đàn bà giao cho ta, để mau giết chết tên họ Lý kia đi. Được. Chạy luôn. Trời. Chết đi. Nè. Quận chúa cố chịu một chút nha. Thuốc ta làm cũng sắp xong rồi đó. Thuốc này có thể cầm máu tạo cơ, không để lại sẹo đâu nghe. Trời ơi, sắp xong rồi. Cố chịu tí xíu. Thuốc xong rồi nè. Trời ơi. Cái này. Đợi đã. Quân chúa, thất lễ rồi. Đưa ta đắp cho quận chúa nghe. Cái chỗ này đúng không vậy? Yêu đạo à? Lý Thuần Phong to gan, người dám vô lễ với quận chúa, đó là tội đại bất kính. Người muốn chết sao? Làm gì có. Quý trì hiểu quý hiểu lầm rồi. Lý tiên sinh đang giúp ta đắp thuốc mà thôi, chứ không phải đang hành động vô lễ. Thì làm gì có tội chứ. Quận chúa nói rất phải. Nè, ta hy vọng ngươi chữa trị cho quận chúa thật. Nếu không, ngươi đã phạm tội đại bất kính rồi. Đúng vậy. Thật sự đa tạ quốc trì đại nhân quan tâm ha. Tên yêu đạo này, ngươi đi tìm tên Trần Lục đó cũng không gọi ta đi cùng sao? Ngươi tưởng là mình giỏi lắm hay sao? Lúc đó tình hình thiên biến vạn hóa, sao mà đợi được chứ, kỳ ghê. Ngươi. Tiên sinh đừng cố giải thích nữa, bản thân mình còn không lo nói gì tới phá án. Tiên sinh cũng không phải không biết, vụ ám sát lần này nguy hiểm ra sao. Quận chúa nói đúng. Ngươi đừng nghĩ là mình miệng lưỡi trơn tru, lần nào cũng tự cho mình thông minh, tự có thể chuyển nguy thành an. Lần trước suýt chút nữa, lần này lại tự mình quyết định làm liên lụy tới quận chúa rồi. Đúng là cay nghiệt quá. Thôi được rồi, Lý mổ nhất định sẽ nhớ những lời giáo huấn này. Phiền hay vậy á, nói chuyện khác đi, có được không vậy hả? Nói chuyện khác đi ha. Được rồi. Được không? Trần Lục sao rồi? Tạm thời sẽ không mất mạng. Người này là nhân chứng vô cùng quan trọng, tiên sinh không được khinh suất. Nói tạm thời không mất mạng là vì hắn còn có giá trị lợi dụng đó thôi. Đừng có quên,
cả quá trình xảy ra ám sát lần này đều mạo danh Du Hiệp Lệnh hết á. Cái người thật sự là Du Hiệp Lệnh chỉ có mình Trần Lục mà thôi. Còn cái Du Hiệp Lệnh lệnh phù cũng đang nằm trong tay của Trần Lục hết chứ gì. Cho nên Trần Lục biết hết. Tiên sinh nói rất phải. Nếu giết chết Trần Lục thì vở kịch Du Hiệp Lệnh giết người chưa phá án đã dở rồi. Quận chúa nói rất đúng. Bắt Kinh Liệt, bắt Kinh Liệt chắc vụ án này sẽ được làm sáng tỏ. Không được. Kinh Liệt chỉ là quân tiên phong, đứng đằng sau hắn vẫn còn người khác mà. Hơn nữa, đối với Dịch Thủ Lâu mà nói, vụ đại án chưa được phá, ông ta đang đau đầu nát óc, chưa nhìn thấy chứng cứ xác thực, làm sao bắt trở tá đắc lực của mình vô nhà lao được chứ. Vậy thì bắt Trần Lục trước đi, hắn là một tên sợ chết, đến lúc đó Kinh Liệt muốn bảo vệ cũng khó mà. Nói Trần Lục là tên sợ chết thì cũng không hẳn, hắn cũng chưa chắc biết rõ quá trình Kim Liệt giết người mà. Vậy theo ý của tiên sinh, vụ án này tiến hành bước tiếp theo như thế nào? Ngoài Kinh Liệt ra, hiện nay đúng là không có một manh mối nào đáng giá hết á. Nhưng mà ta tin là ta đã tiếp cận được gần bí mật cốt lõi của bọn chúng, làm cho bọn chúng cuồng lên, không ngờ sẽ xuất hiện một bước đột phá mới. Nhưng việc trước mắt quận chúa phải làm á là làm yên tĩnh dưỡng thương. Cái việc phá án thì hãy giao cho ta và Quốc Trì Hiệu Quý làm là được rồi, không vấn đề gì chứ. Quận chúa yên tâm đi, chúng tôi ra tay nhất định sẽ bắt được bọn chúng mà. Đạo Chi, Đạo trời Chi. Trời ơi, đợi Quynh lâu quá trời. Trời, cho dù Quynh không đến, ta cũng tìm Quynh. Hả? Vụ này Quynh đừng tham gia vào, hãy mau rút lui khỏi vụ án đi. Hả? Tại sao vậy? Quynh nghĩ kỹ đi. Dịch Thu Lâu nhận được lời đe dọa của hung thủ, xảy ra chuyện gì, dân thượng như Quynh sao gánh nổi chứ? Hãy mau rút khỏi vụ này. Quynh nghe tôi nói đi, hãy mau chóng rút khỏi vụ này. Chà, Quynh và tôi giao tình lâu như vậy rồi, tôi có phải là người dễ rút lui vậy không? Không phải Đạo Chi à, hãy nghe tôi nói đã. Là tôi lôi Quynh vào chuyện này. Nếu Quynh có chuyện gì, Quynh chịu điều tiếng quan, vậy tôi làm sao có thể yên lòng chứ? Còn nữa, quận chúa sao có thể yên lòng chứ? Quận chúa sao có thể yên lòng được? Nếu đã vậy thì tôi có một cách. Cách gì? Lại đây. Thường Trung Lan. Bánh ngọt đây, bánh ngọt thơm ngon đây. Nếu như phát hiện ra không có ở trong kiệu thì phải làm sao? Xin đại nhân yên tâm, kế vụ địch bản thân đã là kế trong kế. Lý tiên sinh đi cùng kinh đại nhân, ngồi trong chiếc kiệu mà thường ngày đại nhân vẫn hay ngồi. Tôi sẽ âm thầm bảo vệ cho đại nhân. Đại nhân yên tâm, có tôi ở đây, thích khách sẽ không làm gì được đại nhân đâu. Vậy cũng phải. Vậy Lý tiên sinh ông ấy liệu có kinh đại nhân bên cạnh bảo vệ. Lý tiên sinh lại là người có kế sách vẹn toàn, tôi nghĩ huynh ấy đã nghĩ ra cách ứng biến rồi. Đúng vậy. Quốc Trì huynh, ngồi xuống nghỉ một chút đi ha. Đại nhân, Quốc Trì đang có công vụ, mời đại nhân tự nhiên. Ông hãy nghỉ ngơi trước đi. Ngồi xuống chút đi, chút thôi ha. Đại nhân, mời. Được. Khởi kiệu. Ghé vô đại thẩm ơi. Bánh ngọt đây. Bánh ngọt thơm ngon đây. Ngọt thơm ngon đây, mãi vô. Mua bánh ngọt đây. Quẹo lửa đi. Bánh ngọt đây. Bánh nóng hổi đây. Bánh ngọt đây. Bánh ngọt thơm ngon đây. Bánh ngọt thơm ngon đây.
Bánh ngọt thơm ngon hợp khẩu vị. Bắt lấy thích khách. Nè nè, đừng có giết hắn mà. Trời ơi. Vẫn không giữ được cái mạng của hắn. Quán chủ Thiên Tuyệt chi kiếm của ông quả thực là vật vô tình. Người đã mời ta ra tay có nghĩa là người đã biết trước hậu quả rồi. Vậy này xong rồi, Lý Mỗ sẽ đem rượu đào hoa lên núi uống một bữa say với quán chủ để mà đa tạ quán chủ. Được, đừng để ta đợi lâu quá đó. Tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng. Kinh đại nhân, đại nhân sao rồi hả? Mau dìu đại nhân là đằng kia. Để ta coi thử coi. Trời ơi, mạng của đại nhân lớn quá ha. Nào 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 nào. Nè, uống cái này vô. Hả? Sao rồi, đã đỡ chưa hả? Đại nhân đúng là mạng lớn mà. Cũng may ta đã chuẩn bị từ trước. Cơ đại nhân mặc chiếc áo giáp này, nếu không cố bắn vừa nãy bắn vào trong, nhất định là thủng ruột nát gan luôn đó. Lý tiên sinh, vị đạo nhân vừa rồi là ai vậy? Là một bằng hữu trên giang hồ thôi. May mà có ông ấy, nếu không tôi bị kẻ xấu lấy mạng rồi. Kinh đại nhân à, tên Trần Lục này là dư đảng của Du Hiệp Lệnh, làm sao kinh đại nhân lại biết được hắn vậy hả? Nói ra rất dài dòng. 8 năm trước, tôi nhận được mật lệnh của triều đình để vây bắt dư đảng Du Hiệp Lệnh. Du Hiệp Lệnh bất diệt. Cẩu quan, cẩu quan. Vụ thảm sát đó làm cho người ta kinh sợ. Ta vốn có thể một đao kết thúc mạng sống của hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, cho nên ta... Cho nên đại nhân đã tha cho hắn một con đường sống.
Bản thân Kinh Mổ cũng không cảm thấy ghét người của Du Hiệp Lệnh, thậm chí còn có lúc cảm thấy bọn họ là giang hồ trượng nghĩa. Xem ra chủ tự hệ cuối cùng cũng gặp phải quả rồi, trên các quả rồi. Vũ tự hệ? Đúng vậy, Trần Lục chẳng phải là vũ tự hệ đó sao? Là người cuối cùng trong lãnh quyết thập tam đệ tử, người nhận lệnh của tung chủ chủ chi bảo vệ lệnh phù, chính bởi lòng trắc ẩn của kinh đại nhân nên hắn mới chạy thoát thân được thôi. Đúng vậy, không sai. Hơ, vậy tất cả đã rõ. Và sau đó là hôm ở trên công đường hắn làm chứng việc Lý Mổ giữ Du Hiệp Lệnh phù đó. Cũng chính là hôm tiểu tử phát bệnh đột ngột đó, tôi gặp hắn trên phố. Không ngờ 6 năm sau khuôn mặt của hắn thay đổi đến độ không nhận ra được. Nhưng tôi vẫn nhận ra hắn nhờ vào vết sẹo do đao chém ở cổ tay phải của hắn. Lý tiên sinh, tất cả đều tại tôi bị ma quỷ ám, vì lúc đó đang phải điều tra vụ trọng án, bởi vậy nên mới tin những lời sằng bậy của hắn, đắc tội với Lý tiên sinh. Mong tiên sinh lượng thứ cho. Ê, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Xem ra người này không có ý cảm kích lòng trắc ẩn của kinh đại nhân rồi. Xem ra tên giặc này vẫn chưa biết hối cải, vẫn là tàn dư của Du Hiệp Lệnh. Hiện nay liên tiếp xảy ra 7 vụ quyết án rồi. Chẳng lẽ Du Hiệp Lệnh có âm mưu tạo phản sao? Đại nhân, còn đi được không vậy? Không có gì. Quay về trưởng sư phụ, tôi e có phiền phức nữa. Đúng vậy. Du Hiệp Lệnh giết người bí hiểm vô thường, bọn chúng có người để thay thế, chỗ trưởng sử đại nhân tuyệt đối không có sai sót gì. Đi mau, đưa thi thể về nhà môn ngay. Dạ. Quân Trì huynh à, nhất định là do lần trước tôi bắt dư đảng Dư Hiệp Lệnh ở Thanh Châu, tôi đã đắc tội với những tên đang trốn chạy này. Dư đảng Du Hiệp Lệnh ở Thanh Châu sao? Thật ra tôi nói với huynh, tôi cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Quân Trì huynh à, huynh là hiệu quý quân vệ phủ, thật ra huynh cũng biết mà, lệnh của cấp trên là phải phục tùng. Huynh nói xem, bọn chúng tính hết mối thù đó lên đây, đây có phải là họa trợ giáng xuống hay không? Đại nhân, ta nghĩ đại nhân không cần lo lắng quá đâu. Quốc Trì huynh, huynh nghĩ coi Lý tiên sinh rút cuộc thế nào. Là kẻ nào? Trần Nhĩ ở nhà bếp mời đại nhân dùng bữa. Quốc Trì huynh là người trong phủ, cho hắn vô đi. Dạ, đại nhân. Ôi trời! Đại nhân! Đại nhân! Ta ở đây! Được rồi! Được rồi! Từ từ thôi! Đại nhân! Được rồi! Ngồi xuống đi! Không có sao hết! Ngồi xuống đi! Sao trải quá vậy? Xảy ra sự việc rồi mới tới là sao? Đại nhân! Là lỗi của tại hạ! Đúng rồi! Được rồi! Không sao rồi! Tai qua nạn khỏi rồi ha! Trời ơi, không sao đâu. Tên nó bay qua bay lại. Không sao, đại nhân phúc lớn mạng lớn mà. Đều do kinh liệt không tốt. Không sao, đại nhân kinh sợ rồi. Không sao đâu. Cái gì nữa vậy? Không sao, đại nhân không sao đâu. Không có sao hết. Ngài xem chúng ta thành công rồi. Mục tiêu thứ 8 quán thất thủ rồi, Du Hiệp Lệnh thất thủ rồi còn gì nữa. Ta không chết hả? Vẫn sống tốt chứ bộ. Nhưng mà còn tên hung thủ đó. Hung thủ hả? Có gì ngày mai kể đại nhân nghe. Ngày mai
Này, lãnh quyết thập tam, có thể cho ta giả chết, chỉ có người Lý Thuần Phong. Thám quan tá khách, đổi võ đen văn, không phải giết người thì sẽ là bị giết. Tốt xấu gì cũng là danh tiếng truyền thế. Chỉ có sợ phải Dương Trắng, là người lo liệu hậu sự, lại là người phải nhận nhục gánh chịu tiếng bị coi là phản đồ, đó mới là khó nhất và đau khổ nhất đó, có phải không? Mà người này là ngươi chứ ai? Tẩm gia đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Xác Trần Lục biến mất, thuộc hạ đang đi tìm tổng gia đây. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? Đi làm việc đi. Dạ tổng gia. Với võ công của vị đạo nhân đó, ông ta không thể nào có sai sót gì được. Trừ khi là giả chết. Hóa ra đây là một cái bẫy hay cho ngươi Lý Thuần Phong. Ngươi cũng rất giỏi đó. Kinh liệt ta đã hiểu rồi. Người đâu? Tổng gia. Thay ta gửi lời nhắn đến Dịch đại nhân. Dạ. Giáo quan tiểu quản gia, tiên sinh sai ngươi đến đây chắc chắn vụ án đã có kết quả rồi. Giáo quan chỉ truyền lại lời của tiên sinh. Sau một canh giờ nữa, quận chúa hãy đến khai dưỡng môn gặp một người. Gặp người? Gặp ai? Tiên sinh nói người này muốn giết Trần Lục,
Chỉ có quận chúa mới có thể ngăn hắn lại. Ờ, vậy còn tiên sinh? Mới sáng sớm tiên sinh đi câu cá rồi. Câu cá sao? Giáo quan, vụ án này đã sắp lộ ra chân tướng rồi. Hung thủ nhất định sẽ chó cùng bứt dậu. Lúc này sao có thể bỏ mặc sự an nguy của tiên sinh mà không lo chứ? Tiên sinh nói người biết tự lượng sức. Nói chúng ta mỗi người hãy theo kế hoạch của tiên sinh mà hành sự. Được, chuẩn bị xe đi. Tám. Kết khách thiếu niên trường, báo quán lạc bắc mang. Lợi kiếm minh thủ trung, nhất kích nhi chi cương. Kiếm sắc trong tay kinh đại nhân, giang lên vì Lý Mổ sao hả? Coi như người thông minh. Kinh đại nhân đã biết tất cả rồi. Xác của Trần Lục ở nha môn không cánh mà bay. Đạo sĩ là do ngươi mời tới. Tất cả những điều này chắc chắn do ngươi tạo ra rồi. Không sai. Với thanh kiếm của quán chủ vốn chỉ là đoạn kiếm, khi đâm vào lồng ngực lại không phải là chí mạng. Khả năng nắm chắc sức mạnh như vậy, ngoài vị bằng hữu đó của tôi ra, sẽ không có người thứ hai được. Tôi chỉ là bôi thêm một ít thuốc trên kiếm, làm cho Trần Lục bị tê liệt bất tỉnh mấy canh giờ mà thôi. Khâm phục. Nhưng mà ngươi làm sao nắm chắc việc đoán đúng tên Trần Lục sẽ trốn thoát? Đại nhân uy hiếp Trần Lục quay về nghề cũ, đồng thời lại dùng dịch trưởng sử để dụ. Vốn dễ định giết Trần Lục diệt khẩu. Trần Lục không phải là kẻ hồ đồ. Đối diện với quả sát thân, có lý gì không bỏ trốn đi chứ? Đến quyền diệt quán ở ngoại thành, tuyệt đối không để Trần Lục chạy thoát được. Máu lên. Dạ. Tao hỏi ngươi, bắt đầu từ khi nào mà nhà ngươi đã bắt đầu nghi ngờ ta vậy? Quyền lệnh Phương Khắc bị giết, Lý Mộ đã đi trước một bước tạo hiện trường giả. Nhưng mà ta biết khó mà che mắt được kinh đại nhân. Bởi vậy cuối cùng ta cho đại nhân ai cũng có thu hoạch của mình hết, không phải sao? Không tồi. Cái chết của Phương Khắc đúng là rất kỳ quái. Ngươi và Quốc Trì Hiệu Quý đồng thời xuất hiện tại dịch quán chắc chắn không phải là trùng hợp. Nhưng mà ai cũng có thu hoạch, nói vậy là sao? Nếu kinh đại nhân cho rằng Lý Mỗ và Quốc Trị Phương bỗng nhiên xuất hiện tại hiện trường, dù hành thích không phải là trùng hợp, vậy đương nhiên kinh đại nhân cũng đã hiểu ra Lý Mỗ đã phỏng đoán được động cơ giết người của vụ án. Còn kinh đại nhân đã nắm được hướng điều tra phá án của đối thủ, đó không phải là thu hoạch hay sao? Đương nhiên. Còn thu hoạch của Lý Mỗ, đó là phát hiện ra manh mối của kinh đại nhân trong phòng của Phương Khắc kia kìa. Manh mối của ta sao? Tuy nói việc hành thích Phương Khắc đã để ngươi đi trước ta một bước rồi, nhưng ta cũng đã rút lui an toàn. Không đâu, cái này rất đơn giản.
Kinh đại nhân có biết rằng Tùy Ý Lâu của Lý Mộ nổi tiếng nhất là cái gì không vậy hả? Đương nhiên là rượu đào hoa. Không sai. Muốn nấu được rượu ngon nhất đó, nguyên liệu và công phu chỉ là thứ yếu thôi. Quan trọng nhất chính là khứu giác nhạy bén. Lúc nào đưa vào hầm, lúc nào pha chế rượu, mũi và lưỡi đã phải cảm nhận được sự khác biệt cực nhỏ. Đó chính là sở trường của Lý Mộ đó, thưa đại nhân. Nói những lời dớ dẫn đó có liên quan gì tới ta chứ? Đương nhiên là có rồi. Sau khi giết chết Phương Khắc thì kinh đại nhân, đại nhân có nhớ đã từng vào trong phòng của Dịch Quán hay không vậy? Không sai, ta vào phòng của hắn là vì muốn kiểm tra kết quả việc hắn bị giết. Giết người mất mạng, kiểm tra là việc hợp lý. Chỉ có điều kiểm tra không có kết quả lại để sơ hở cho Lý Mổ phát hiện ra mọi chuyện. Sơ hở? Sơ hở nào chứ? Là rượu đào hoa của ngươi sao? Là mùi của thanh háo. Chính là mùi mà Lý Mổ ngửi thấy trên người kinh đại nhân khi ở cung đường của nha môn Trường Sử. Cái mùi đó làm Lý Mổ hoài nghi đại nhân. Không lẽ chỉ dựa vào mùi đó thôi sao? Tiếp theo đó, kinh đại nhân muốn dừng nhưng mà dừng không được. Tình thế bắt buộc phải liều lĩnh, một lần nữa lại tạo ra vụ hành thích tại hạ, dẹp Trần Lục giết Trưởng Sử để dễ bề giết người diệt khẩu. Do đó, đối với ta và Trần Lục mà nói, chết không có đối chứng. Vụ quyết án Trường An chẳng phải do Du Hiệp lệnh làm, còn động cơ gây án của đại nhân vẫn được giấu nghiêm ngặt không ai biết hay sao chứ? Đây chính là nhân quả mà ngươi nói sao? Đại nhân là người suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng kế hoạch để Trưởng Sử đại nhân ra ngoài để dụ địch có thể nói rất là sơ sót. Đại khái rõ ràng biết là dụ địch, dựa vào đôi mắt sắc nhọn của đại nhân sớm đã phát hiện ra Trần Lục đang có mai phục, nhưng cố tình làm như không biết, lại để cho hắn ung dung bắn viên đạn vào trong kiệu. Mà đúng lúc trong kiệu đang là tối. Bảo vệ đại nhân. Đại nhân biết rất rõ là tôi đang ở trong kiệu. Đó được gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Quy luật trong đó còn bất biến hơn cả quy luật hải triều. Sự dằn động của các vì sao? Nếu bất thường, đó được gọi là sơ hở đó. Trước đó Lý Mổ thông báo cho đạo trưởng Bằng Hữu, bảo ông ấy bám theo kiệu quan. Một khi phát hiện ra thích khách, ông ấy phải ra tay trước đại nhân mới được. Tiếp theo đó, sự mất tích của Trần Lục càng làm cho ngươi cảm thấy có lòng tin nắm chắc phần thắng, có phải vậy không? Đương nhiên rồi, nếu không sao kinh đại nhân lại đuổi theo Lý Mộ đến tận cái nơi này? Lý Thuần Phong, cứ cho là bây giờ ngươi đã biết tất cả rồi, cũng không còn gì quan trọng nữa. Việc này liên quan đến sự sống chết của các huynh đệ. Bất luận ra sao, kinh mổ cũng không thể để ngươi sống sót. Thật ra ngươi không đáng tội chết, chỉ đáng tiếc là ngươi quá thông minh, ngươi buộc phải chết. Lý Mộ chết không có tiếc, chỉ là có một chuyện Lý Mộ vẫn hiểu hoài không ra. Ngươi sắp chết, kinh mổ thỏa mãn cho ngươi. Nói đi. Ngài là một bổ khoái tiếng tăm lẫy lừng trong cả nước, có vợ hiền con ngoan. Tại sao bây giờ lại trở thành một hung thủ gây ra vụ quyết án này như vậy chứ? Hung thủ? Lý Thuần Phong, đợi sau khi ngươi chết rồi, ngươi đi hỏi những kẻ bị giết dưới tay ta, họ sẽ nói cho ngươi biết ai mới thật sự là hung thủ. Lúc đó ngươi mới biết hung thủ thật sự là ai. Trời ơi. Huh?
Lý Thuần Phong, ngươi đã dùng tà thuật gì vậy? Ê, đại nhân còn nhớ vết thương cũ ngày hôm qua không vậy? Đó chính là Xuân Phong Tán. Chỉ cần đại nhân tức giận nổi nóng, tâm trạng mà kích động, dược tính sẽ phát tác, trong vòng nửa ngày toàn thân mất hết sức lực, y chang như vậy đó. Lý Thuần Phong, ngươi thật bị ổi. Rốt cuộc là ngươi muốn gì đấy? Ta hả? Thật ra có muốn gì đâu. Ta chỉ muốn tạm nặng câu cá chơi vậy mà. Kinh đại nhân, kinh đại nhân, ta sao quên làm vậy? Ta mà không chết, việc này mãi mãi sẽ không dừng lại. Nhưng mà những người ta giết đều xứng đáng. Lý tiên sinh, ngươi hãy hứa với ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Vợ con Trần Lục cũng sẽ bình an vô sự. Ngươi... Nhờ tiên sinh giao cái này cho nhỏ nhi của ta được không? Làm ơn. Đại nhân, quay về đi. Sao ta không nghĩ là huynh ấy chứ?
Kinh Liệt rất thông minh. Anh ta đoán ra ngay Trần Lục sẽ trốn ở Quyền Diệt Quán. Lý Mộ cũng hiểu, chỉ có quận chúa mới có thể ngăn cản được trưởng sử đại nhân. Giống nghĩ định giết người, giết Trần Lục, như vậy vụ án này sẽ không chút sơ hở nào hết. Nhưng không ngờ người đã tinh kỹ. Kinh Bổ Đầu đã nói những gì? Quỳnh ấy nói, nếu Quỳnh ấy không chết, vụ án này không dừng lại. Quỳnh ấy giết người không quá đáng đâu. Hắn đợi chết rồi à? Tự sát. Quỳnh ấy muốn tôi hứa, muốn tôi không truy cứu nữa. Tôi đã đồng ý rồi. Hắn ta không đáng chết. Trước khi chết thì anh ta không hề nhắc tới ông hoặc người khác nữa câu nào hết. Vậy sao ngươi biết là ta? Dựa vào một câu nói của ông, ông đã để lộ sơ hở rồi. Câu nói của ta hả? Hàng sĩ Giang Nam, trước khi vụ án này xảy ra đã có 6 người bị giết rồi, trong đó có thể là tộc Sơn Đông, hàng sĩ Giang Nam, còn có triều thần bị giáng chức của tiền triều. Thật ra là khi Mã Châu tìm tôi kêu tham gia vào vụ án lần này, tôi đã điều tra qua. Trong 6 người bị giết trước đó không hề có Giang Nam hàng sĩ. Khi ông nói tới Giang Nam hàng sĩ, lúc đầu Lý Mổ chỉ nghĩ là ông nói nhầm thôi. Cho đến khi Lý Mổ nhìn thấy phương khắc người Giang Nam, nhận được cái hộp gỗ cảnh báo, thì biết ngay phương khắc mới là con mồi thứ 7 của ông đó. Ông không hề nói nhầm, cũng không hề nhớ nhầm, mà là ông vô tình để lộ mục tiêu tiếp theo của mình. Bởi vì trong suy nghĩ của ông, phương khắc là một người đã chết rồi. Bởi vậy ông mới thuận miệng nói ra thôi. Chi tiết bị lộ nhỏ như vậy, lâu chủ tùy ý lâu Lý Thuần Phong quả là danh bất hư truyền. Trên công đường thì đại nhân lo cho Trần Lục tố cáo Lý Mổ không được, nên nó tự đưa hộp gỗ cảnh báo đến cho mình. Ông làm như vậy là để đánh đặc hướng Lý Mổ mà thôi. Muốn làm cho Lý Mổ thấy khó mà rút lui. Nhưng mà Lý tiên sinh làm sao mà biết được việc này vậy? Đại nhân có nhớ Long Duy Hương không vậy? Mùi hương này là Long Duy Hương, là do thiên trúc tiến cống, là cực phẩm trong các loại hương. Sau khi mùi hương nguyện vào người, nó sẽ động lại rất lâu. Hơn nữa mùi khi đốt lên ha, ngửi xem, ngửi xem, ngửi xem, ngửi xem. Ồ ha? Trên hộp gỗ cảnh báo tôi có ngửi thấy mùi Long Duy Hương. Khải bẩm đại nhân, bên ngoài có một cô gái đưa vật này cho đại nhân. Cái mùi này rất hiếm, cho nên trong lòng Lý Mổ đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Đúng là đã xem nhẹ tiên sinh rồi. Lý tiên sinh không những giỏi văn chương mà trí nhớ cũng rất siêu phàm, nhớ được tỉ mỉ chi tiết. Dịch Mổ, khâm phục khâm phục. Thẳng thắn mà nói thì lúc đó Lý Mổ cũng không dám chỉ dựa trên một câu nói nhầm của đại nhân và một mùi hương từ chiếc hộp gỗ là đang nghi ngờ đường đường đô hộ một trưởng sử, mà là trong một lần tình cờ đại nhân đã nói cho Lý Mổ mới gợi ý được đó. Gì chứ? Sao ta có thể gợi ý cho tiên sinh được? Đừng có nóng. Cái gợi ý này vô cùng bất ngờ, đại nhân tuyệt đối không thể nghĩ ra. Trời ơi đại nhân. Trời ơi. Đại nhân. Cục chai ở tay đại nhân làm cho thiếp đau muốn chết luôn vậy đó. Đại nhân à, làm gì cũng phải nhẹ tay tí xíu chứ.
cục chai này đúng là vì thường xuyên sờ vô tấm ngọc bội này nè, sờ nè, đó nó mới mọc ra cái này nè, quý lắm đó, giá trị lắm đó vậy. Thử hỏi một dịch đại thư gia sống trong nhung lụa, trên tay làm sao có thể có cục chai được chứ, có phải không? Tôi nghi chắc là vì nó. Bởi vì muốn bắn chính xác, luyện tập trong thời gian dài dẫn tới cục chai này. Đáng tiếc, kế dụ địch đã không giết chết được người. Đại nhân thật sự muốn tôi chết thì sao chứ? Đại nhân thấy tôi điều tra vụ án này, bèn nảy sinh ý định giết người, rõ ràng biết Lý Mộ sẽ đóng giả đại nhân để bắt hung thủ. Cho nên đại nhân đã mượn danh Trần Lục để đến giết tôi, nhưng lại rơi vào cái bẫy của tôi. Quả đúng là bất ngờ. Sự thật không ngờ, người đi giả vờ mượn kế du địch để điều kinh bố đầu bên cạnh ta đi chỗ khác, còn ta thì bị lộ trước mặt của người. Người lại sai một người khác đến phủ của ta để giả vờ ám sát ta, thực chất là có ý đồ khác, có đúng không? Ý đồ của Lý Mỗ là để đại nhân nhìn thấy đó. Hả? Trời. Không sao, là lỗi của ta hết đó. Bay lại. Được rồi. Đồ do kinh liệt không tốt đã khiến đại nhân kinh sợ rồi. Không sao, đại nhân phúc lớn, mạng lớn mà ha. Tất cả vở kịch đó đều do tôi sắp xếp. Bởi vậy, người duy nhất có thể bắn được ra viên bi chì giết người đó chỉ có mình ông thôi. Trong ranh giới của sự sống chết, con người có khả năng muốn sống. Võ công của ông không cao, bởi vậy trong lúc khẩn cấp đã sử dụng chiêu đó để mong sống, đó cũng là việc bình thường thôi. Sự dò xét của Lý Mỗ đã đạt được như ý nguyện. Ngươi đã từng giết người chưa? Nếu như ngươi chưa từng giết người, ngươi sẽ không thể biết được trên thế gian này loại bỏ được một kẻ xấu là một việc vui sướng như thế nào đâu. Câu nói này đã kiểm chứng sự hiểu biết của tôi và ông. Xem ra cái chết của Lệnh Tôn Dịch Diệp Phong cũng không hề đơn giản ha. Phụ thân ta Dịch Diệp Phong đã bị đương kim thánh thượng bí mật ban cho cái chết. Sau khi ẩn thái tử chết, vì mối quan hệ của mẫu thân ta nên phụ thân ta không bị liên lụy. Còn đương kim thánh thượng, vì muốn mua chuộc lòng người, đã khôi phục chức quan cho phụ thân ta. Nhưng vì tính cách phụ thân ta thẳng tính, ông ấy không vì danh lợi mà nịnh bọn cường quyền, thường xuyên tố cáo gian thần, xung nịnh, thường xuyên ức hiếp dân lành. Cho nên bọn chúng đã oán hận phụ thân ta, cho nên mới nói phụ thân ta quý đồ mưu phản. Và phụ thân ta đang sống sờ sờ thì bị đương kim thánh thượng ban cho cái chết. Đó chính là phụ thân ta, đó chính là người sinh thành ra ta, và đó là cái kết cục của phụ thân ta. Sau khi phụ thân ta chết, đương kim thánh thượng biết ông vô tội liền cho triệu ta vào cung. Tại sao lại triệu ta vào cung? Thánh thượng muốn bù đắp, ông ta bổ nhiệm ta làm đô hộ trưởng sử, nhưng ta lại muốn loại bỏ những tham quan. Chí hướng của ta là thừa kế ý nguyện của phụ thân ta, là muốn loại bỏ những tham quan ô lại trên thế gian này, nhất định như vậy.
Bởi vậy nên ông đã dùng những viên bi chì để loại bỏ những quan tham vô lại hay sao? Đúng vậy. Ngươi nhìn tên Phương Khắc đó đi. Nhìn tên Phương Khắc đó đi. Muốn tranh công nên hắn đã tàn sát những nạn nhân Nguyễn Quang Nguyên, những nạn nhân vô tội, còn cả lưu học sĩ. Hắn kiếm gì? Tham một cái đàn cổ mà vu cáo hãm hại, bắt cả nhà Trác Đông Giả phải ngồi vào nhà lao. Chưa hết, còn cả hai tên thái giám nhận tội hối lộ, rồi nói cả nhà Dương Tư Mã có mưu đồ tạo phản, hại chết cả nhà người ta. Theo lời ông nói thì bọn chúng tội đáng muôn chết hả? Đúng là tội đáng muôn chết. Có thể ngươi còn chưa biết, ta đã tận mắt chứng kiến sau khi chúng trở thành mục tiêu hành thích tiếp theo, bọn chúng cả ngày đều hoảng sợ bất an. Ta nhìn thấy báo ứng lần lượt tìm đến bọn chúng. Ngươi có biết trong lòng của ta vui đến mức độ nào hay không? Ta vui sướng tột cùng. Vậy thì nếu như ông làm hại tới người tốt, có phải là lạm sát vô tội hay không? Những kẻ mà ta giết đều là những tham quan có chứng cứ đầy đủ. Vậy thì tôi là cái gì? Ngươi hả? Là do không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác? Nếu Kinh Liệt giết được tôi thì làm sao có thể biện bạch được nữa? Những người trong Du Hiệp Lệnh có phải là những kẻ đúng người đúng tội không? Kinh Bổ Đầu đã tròn 8 năm rồi, trong lòng luôn thấy rầy rứt. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Chiếc hộp gỗ cảnh báo gửi nhầm vào tay Quốc Trì là có ý à? Cái này rất đơn giản. Chỉ vì muốn giết Phương Khắc đành phải đánh lạc hướng. Vốn dĩ là ta phụ trách vụ án này. Nếu như ngươi không xuất hiện thì việc này không có chút sơ hở nào cả. Kinh Liệt đã chết, ta cũng nói ra không giấu giếm gì. Sao ngươi không báo quan đến bắt ta đi? Đợi cái gì nữa? Bây giờ ngươi muốn gì? Tất nhiên là muốn trả tiền rồi. Chỗ này là mấy bình rượu Đào Hoa đó, bớt cho 1 lít 30 lượng. Thôi quen biết tính ông 30 lượng, được không vậy hả? Nhiều vậy sao tôi có tiền thối được chứ? Coi như tặng tôi ha. Bây giờ tiền đã giao, hàng đã lấy rồi, không ai nợ ai. Tôi về. Nên thăm gia đình nhà Kinh Liệt. Nếu tiện thì hãy mang một ít Long Duy Hương đến đây chơi ha. Hả?
Cho. Cho. Ê. Ê. Đáng tiếc, lần này không thể nhìn thấy kết cục của toàn bộ vụ án. Quốc Trì huynh có còn nhớ cảnh tượng hôm đó ở chỗ này không? Ý huynh là vụ thiên tai mất mùa năm đó sao? Bởi vì chuyện lương thảo bị lộ ra ngoài, ba tánh ở địa phương đều đến kháng quân lệnh cướp lương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, muốn vận chuyển lương thực về kinh thành là không thể được, không có con đường nào khác. Do đó tôi đang nghĩ ra một kế sách. Kế sách gì? Mở kho lương cứu tế, muốn để lão ba tánh chiêu mộ dũng sĩ đến giúp vận chuyển lương thực. Và tôi cũng biết, chính bởi như vậy tôi mới có được danh sách nhận lương thực, lấy lương thực theo danh sách. Một tháng sau khi mở cửa kho, không còn người nào sống sót. Tôi muốn làm một vị quan tốt yêu dân như con, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Đủ rồi. Coi như Quốc Kỳ Phương ta đã nhìn lầm người. Bây giờ ngươi đã được toại nguyện rồi, đã được thánh thượng ban thưởng. Ngươi hài lòng rồi chứ? Quốc Trì huynh, ta đưa ngươi rời khỏi Trường An. Những việc khác không liên quan tới ta. Đứng lại. Đợi lại tiền mãi lộ. Ê, khỉ con hả? Ê, đưa cho ta. Ê, làm cái gì đó? Đưa cho ta. Làm gì vậy? Đưa cho ta đi. Hả? Lạc lại cho cô bé quan chủ nó đưa cho cô ta. Sớm biết vậy đã không cầm rồi. Đưa tiền mãi lộ. Được rồi, được rồi. Đưa đây. Lấy đi. Đưa cho ta. Lấy đi. Đưa đây. Lấy được là của ngươi. Đưa cho ta. Chủ nhân. Ai? Cái miếng này là du hiệp lệnh phù. Đúng vậy, chính là vật tôn chủ quỷ thác cho. 8 năm trước, chúng tôi bị dây ở Nhan Tháp Tự bên ngoài thành Trường An. Tôn chủ liền đưa cho tôi miếng lệnh phù có các phương thức liên lạc với các tổ chức địa phương, muốn tôi cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải giữ bằng được lệnh phù này, không được để mất. Trong trận quyết chiến, người của chúng tôi bị thương vô số, tôn chủ cũng bị trọng thương. Ông ấy muốn tôi giả vờ phản bội, chém đầu ông ấy. Thập Tam, còn bắt buộc phải giết ta, cho dù có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ được du hiệp lên phù. Từ đó, sinh mạng của tôi chỉ là bảo vệ miếng lệnh phù này mà sống trên đời thôi. Cho dù có bị áp bức lăng nhục, có khổ sở đến đâu, cũng cần phải cố gắng sống tiếp. Đó chính là di nguyện của tôn chủ. Tôn chủ coi miếng lệnh phù này còn quan trọng hơn mạng sống của ông ấy. Trần Lục tôi sao có thể dám phụ di nguyện của tôn chủ ở trên trời. Sao ông ấy lại khóc vậy? Không lẽ tại vì ông ấy không được ăn đậu phộng sao? Trẻ con đừng có nhiều chuyện quá. Hừm.
ta biết rõ. Ngươi vì muốn hoàn thành di nguyện của tôn chủ đã phải nhịn nhục chịu đựng sống qua ngày, ngươi mới thật sự là hiệp khách, là chủ nhân thật sự của Dư Hiệp Lệnh. Lệnh tôn chủ ở dưới Hoàng Tuyền có biết cũng sẽ cảm thấy tự hào về ngươi. Chỉ đáng tiếc là hiệp khách thường dùng tép võ là vi phạm pháp luật. Trong thời thịnh thế không dung nạp hiệp khách. Nhưng mà trên đời này có thể không có hiệp khách, nhưng không thể không có khí phách của hiệp khách. Miếng Du Hiệp Lệnh phù này xem như là vật lưu giữ tinh thần khí phách của hiệp khách đi ha. Cháu cũng muốn có. Lại đây, lại đây.